Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức về tin tức showbiz trong ngày. Cận cảnh biệt thự hoành tráng của á hậu Thanh Tú và chồng đại gia điện máy. Hiện tại, vợ chồng Thanh Tú đang sống trong một căn biệt thự được nhiều người ví von nhìn như cung điện. Giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, thế nhưng Ngô Thanh Thanh Tú không mặn mà với showbiz mà nhanh chóng kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ. Chồng của cô là Nguyễn Thành Phương, một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực điện máy, từng trải qua cuộc hôn nhân dang dở, lớn hơn cô 16 tuổi. Tháng 6 năm 2019, Ngô Thanh Thanh Tú sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên đến tận bây giờ, cô giữ bí mật hoàn toàn những thông tin và hình ảnh về con. Hiện hai vợ chồng cô đang sống trong căn biệt thự rộng rãi, khang trang, được nhiều người ví von nhìn như cung điện. Toàn bộ căn biệt thự được sơn trắng, nội thất phía trong thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại, sang trọng. Không những vậy, khu vực sân vườn bao quanh biệt thự khá rộng rãi, thoáng mát, trồng nhiều cây cối đẹp mắt. Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016 từng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tại đây. Lấy chồng giàu có, cuộc sống của Ngô Thanh Thanh Tú khá thoải mái và đầy đủ về mặt vật chất. Cô gần như không còn tham gia các hoạt động showbiz, dành hết thời gian chăm sóc, vun vén gia đình, làm hậu phương cho chồng. Thi thoảng, Thanh Tú xuất hiện cùng ông xã trong hoạt động xã hội. Qua những chia sẻ của Thanh Tú với bạn bè, có thể thấy người đẹp đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Bất ngờ trước cuộc sống của Hoa hậu Lương Thủy Linh khi có mẹ làm giám đốc kho bạc. Mẹ làm giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng, bố là cựu sĩ quan quân đội, nhưng căn nhà 3 tầng của gia đình Thùy Linh bình dị như bao ngôi nhà khác trong thành phố. Khi sinh ra, Thùy Linh và gia đình sống trong căn nhà nhỏ, chỉ rộng 18m2 ở khu tập thể báo Cao Bằng. Đến năm 2003, cô cùng gia đình mới chuyển về căn nhà 3 tầng trong con ngõ nhỏ phố Hiến Giang, thành phố Cao Bằng. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà bình dị như nhiều căn nhà khác nằm ở thành phố Cao Bằng. Những căn nhà ở đây có cùng diện tích và chiều cao như nhau. Bên trong, phòng khách nhà tân hoa hậu được bày biện đơn giản. Ông Lương Văn Hoạt, bố của Thùy Linh cho biết, gia đình không bao giờ nghĩ con gái trở thành hoa hậu và không nghĩ đến việc chi tiền để mua giải cho con. Ông Hoạt là sĩ quan quân đội đã về hưu 10 năm nay, hiện ông dành phần lớn thời gian làm nội trợ, chăm sóc gia đình. Lương Thùy Linh có một người em trai Lương An Phúc 10 tuổi. Phúc cho biết từ khi chị gái trở thành hoa hậu, trong lòng cậu tràn ngập cảm giác sung sướng tự hào. Phúc mong chị Linh sớm trở về để ôm chị. Do Thùy Linh đã chuyển xuống Hà Nội học nên phòng của tân hoa hậu chuyển thành phòng để đồ. Nơi đây lưu giữ một số kỷ vật như là ảnh chụp Lương Thùy Linh khi mới 6 tháng tuổi. 4 tuổi, Thùy Linh rất xinh xắn đáng yêu. Ảnh được chụp khi Linh lần đầu xuống Hà Nội tham quan vườn thú Thủ Lệ. Liên tục giành danh hiệu học sinh giỏi, Lương Thùy Linh tham gia nhiều cuộc thi, nhiều chương trình ngoại khóa, đảm nhiệm vai trò MC, phiên dịch khi học trung học phổ thông. Học chuyên toán nhưng đam mê ngoại ngữ, Lương Thùy Linh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tiếng Anh. Thùy Linh dán các mảnh ghi nhớ từ vựng khắp nhà. Một vài vật trang trí sót lại ghi dấu tuổi thơ học trò của Lương Thùy Linh. Hiện tân hoa hậu Lương Thùy Linh đang thuê một phòng trọ rộng chưa đầy 20m2 với hai nữ sinh khác đại học ngoại thương để tiện cho việc học tập. Đỏ khối tài sản đồ sộ của chồng đại gia các hoa hậu Việt. Nhiều hoa hậu như Đặng Thu Thảo, Trần Thu Ngân sau khi đăng quang đã kết hôn với những đại gia giàu khét tiếng. Mới đây, hoa hậu Phạm Hương bất ngờ công khai diện mạo con trai lên trang cá nhân. Điều này dường như chứng minh cho tin đồn cô sang Mỹ bí mật sinh con một năm trước đây là hoàn toàn chính xác. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả cũng tò mò về danh tính thực sự bạn trai đại gia của Phạm Hương. Thời điểm đó, hoa hậu vướng tin đồn hẹn hò vì đại gia Việt Kiều đã ly hôn và có hai con riêng. Theo một số nguồn tin, bạn trai tin đồn của Phạm Hương là CEO một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực, xuất nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á. Công ty của bạn trai tin đồn Phạm Hương có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ và các chi nhánh khác ở châu Á, với các văn phòng đại diện ở Hồng Kông và Việt Nam. Chồng Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Tu Thảo là doanh nhân Nguyễn Trung Tính, anh sinh năm 1987 và là tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn ở Việt Nam. Ngoài kinh doanh nhà hàng, quán bar, Trung Tính còn chuyển sang cả ngành truyền thông và thiết kế. Anh mở các công ty sự kiện và ở lĩnh vực này, Nguyễn Trung Tính cũng thành công với lượng khách hàng ổn định. Công ty gia đình mà Nguyễn Trung Tính quản lý chính là
hai khu tổ hợp văn phòng thương mại, nhà ở cho thuê Lancaster Hà Nội và Lancaster Sài Gòn, An Nam Spa ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống 8 cửa hàng Miss áo dài trong lẫn ngoài nước. Sau khi đăng quang không lâu, Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 Trần Thu Ngân cũng đã lên xe hoa với danh nhân Doãn Văn Phương. Chồng Hoa hậu Thu Ngân sinh năm 1977, từng nắm giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn FLC và là một trong những cổ đông sáng lập của tập đoàn FLC. Doanh nhân Doãn Văn Phương từng giữ chức tổng giám đốc FLC đến tháng 5 2015, sau đó ông được bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị nhưng bất ngờ thôi chức vào tháng 9 2015. Hiện tại ông Doãn Văn Phương không còn có tên trong ban lãnh đạo chủ chốt của FLC mà đảm nhận các vị trí quan trọng khác. Chồng Hoa hậu Festival Biển 2006 Vũ Ngọc Diệp là Phan Hùng Cường, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phương Cường. Phan Hùng được giới chơi siêu xe Việt Nam gọi bằng cái tên Cường Luxury, thuộc thế hệ 8X đầu tiên. Đám cưới của Hoa hậu biển nước tiếng Hà Thành gây xôn xao với dàn siêu xe bao gồm 30 chiếc thuộc các hãng cao cấp như là Bentley, Continental GT, Porsche, Cayenne, Lamborghini, Merceleco, Chrysler 300C Limousine. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.